Xin chào mọi người đã ghé xem kênh Thủy Canh Tài Gia của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trồng rau càng cua Thủy Canh nha mọi người. Ở đây mình có mấy cái rau càng cua, một trong mấy cái chậu này mọi người. Cái rau này cũng dễ trồng mọi người, cũng không cần phải gieo hạt mọi người. Mình đi kiếm mấy cái chậu kiển có những cái rau này á, mọc sẵn á, mình bứng ra mình trồng Thủy Canh thôi mọi người. Bứng rồi á mọi người, có vài đám mưa thấy là thằng cô này phát triển dữ lắm mọi người. Rồi, để mình đi chuẩn bị giá thể để mình hướng dẫn mọi người trồng cho mọi người. Mình ở đây mình có cái hỗn hợp cháu quà sờ dừa nha mọi người. Sử dụng cái giá thể là cháu và sơ giờ cho mình. Cái cháu sống và sơ giờ mình sử dụng là 50-50 nha mọi người. Mình sẽ trộn lại mọi người. Mình sẽ trộn và mình tưới nước lên cho nó ẩm ẩm nha mọi người. Khi mình rưới nước lên ẩm ẩm á, mình để cho nó vô cái thùng chuẩn bị sẵn nè mọi người. Cái thùng này mình trồng thủy canh tỉnh dạng vi bắc nha mọi người. Có cái hai sợi vi bắc nè mọi người. Nén nó vô đây. Mình có chuẩn bị hai thùng nè mọi người. Bấn những rau càng cua mọi người. Mình ở đây có thậm chí cái chậu tiễn cho mà rau càng cua nó mọc rồi. Cái mùa này thì nó có mưa mọi người, cái rau này nó phát triển như đó. Những chậu tiễn nào mà có rau càng cua mọc sẵn đó mình bấn lên mình trồng thôi, cần phải mình đi lấy hộp mình gieo ở đâu cũng không. Cái này nó rất là dễ trồng.
rất là nhanh thôi bạn. Số phân
mình làm là gỏi bò trứng nè mọi người, mình xào bò với trứng luộc mình bỏ vô mình làm nó gỏi chua chua rất là hấp dẫn luôn. Còn gói gỏi này ăn thì rất ngon. Cái gỏi rau càng cua này bạn ra quán ăn thì một dĩa rau càng cua bỏ trứng nó bán mấy chục ngàn dĩa nó xíu rồi. Cái này rất là dễ trồng ở nhà các bạn, có thời gian mình trồng thủy canh hoặc thổ canh chăm sóc nó một tí là nó có ăn hoài luôn rồi. Cái rau càng cua này nó cái khi mà nó già nó có cái hạt nó tự rụng xuống, nó tự mọc lên mọi người. Giống này rau nó cái hạt nó giao cho trời luôn, trồng nó càng nó tự lên.
dạo này thì mình chỉ pha khoảng 500 thôi mọi người. 500 BPM thôi. Từ 500 tới 600 BPM cũng được. Nó sẽ tới trên lệch vài chục BPM là được. Mình sẽ đổ vô khay này nha mọi người. Bắt này nó tự hút dinh dưỡng lên nha mọi người, không có đổ ngập tới cái mấy khay này, làm mỏng cái rau này nó dễ bị úng. Trong nước cũng có mà ngoài nước cũng có nha mọi người. Mỗi một loại có nó ưu nhược điểm riêng mọi người. Trên mình trồng thủy canh á, mình xài thử cái loại nào mà thích hợp với cái cách trồng của mình á thì mình sẽ chọn loại đó nha mọi người. Tại vì trên thị trường nó rất là nhiều, cho nên mình cũng không khuyến khích mọi người là xài cái loại nào. Thì theo kinh tế của mọi người nữa mọi người, mình sẽ mua ra sao nó vừa kinh tế mà vừa hiệu quả nha mọi người. Có nhiều loại thì mình người ta trồng thủy canh, người ta pha đúng không, ta pha theo cách của người ta. Những cái loại đó mình cũng có mua trồng đó mọi người. Và rồi vô bình những cái can 5-10 lít á, rồi mình pha. Còn có những cái thì trên mạng nó cũng có để không mọi người. Nó pha sẵn cho mình, nó đóng chai những cơ sở nó làm sẵn á. Có nhãn hiệu này kia nó cũng rất là ok mọi người. Cái rau thủy canh này ở trên thế giới thì người ta trồng rất là nhiều đó mọi người. Trên cái dinh dưỡng nó phát triển, nó nghiên cứu, nó trồng rất là nhiều loại rau. Mình mua cái dinh dưỡng này thì mình trồng cái rau gì thì mình nói nói nhà cung cấp nó bán cho mình loại đó. Giống như cái rau này mình đang trồng rau ăn lá, ăn lá mà thủy canh, mình trồng thì dạng thủy canh này canh tỉnh nha mọi người. Đó, rau ăn lá mà thủy canh tỉnh thì nó có cái dinh dưỡng dành cho rau ăn lá và thủy canh, cái dung dịch thủy canh tỉnh. Còn mình xài rau ăn lá mà sử dụng
thủy canh hồi lưu thì mình mua cái dung dịch dinh dưỡng là rau ăn lá và thủy canh hồi lưu nha mọi người. Tại vì có nhiều cái dung dịch dinh dưỡng người ta pha chế ra riêng cho từng loại cây trồng á, cho nên mình mua đúng loại thì mình trồng nó mới hiệu quả nha mọi người. Có cái có những cái loại dung dịch dinh dưỡng người ta trồng loại cây ăn quả đó mọi người. Mình trồng cây ăn quả thì mình mua cái dung dịch dinh dưỡng cây ăn quả. Mình ở đây thì mình cũng trồng thủy canh rất là lâu rồi mọi người. Cũng khoảng 10 năm rồi mọi người. Cho mình trồng rất là nhiều dung dịch dinh dưỡng mọi người. Trước mình trồng khổ qua với dưa leo thì mình sử dụng cái dung dịch dinh dưỡng trồng cho cái cây ăn trái còn cây lấy củ mà quả đó mọi người. Còn rau ăn lá thì mình trồng cái dinh dưỡng của rau ăn lá. Người ta nghiên cứu, người ta chế tạo riêng cho từng loại cây. Cái hai cây này mọi người mình cho dinh dưỡng này vô xong á, mọi người bỏ vô cái chỗ nào mát mát cho mọi người, chứ nó có nắng một xíu nha, đừng có nắng quá. Tại vì cái cây rau mình mới bứng ra, cái rễ nó còn rất là yếu mọi người. Mình để khoảng 1-2 tuần thì cái rễ nó bắt đầu nó mạnh rồi đó. Cho ra ánh sáng nhiều thì chút xíu. Với cái loại rau càng cua này nó cũng không thích nắng nhiều nha mọi người. Nắng nhiều lá nó vàng. Cây này nó thích mát mát, giống như là nó mọc trong cái chậu kiển, nó mọc dưới cây của người khác. Nó phát triển rất tốt, nó không cần nắng nhiều. Mình để dưới bóng cây của các cây khác là nó sống được luôn. Cái này vô cây này thì mỗi ngày mình sẽ coi thời tiết như thế nào, mình tưới phun sương lên lá nó nha mọi người. Để mình lấy cái vòi phun sương mình tưới. Mình bỏ chỗ mát mát á, mỗi ngày mình tưới 2-3 lần đó mọi người. Tưới trên lá thôi nha mọi người. Mát mát cái do cái mình mới bứng dùng trồng nó ảnh hưởng rễ đó, rễ nó còn rất là yếu, mình tưới cho nó cái cọng rau này nó tươi tươi khoảng 1-2 tuần thì nó bắt đầu nó rễ nó khỏe lại thì nó rất ok. Ok, mình sẽ đợi khoảng 1-2 tuần nữa thì mình coi cái kết quả nó như thế nào nha mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái rau cần cua của mình sau 2 tuần á, mình chăm trồng coi nó phát triển như thế nào nha mọi người. Cái thùng xốp bên trong rau cần cua nè mọi người. Rau nó phát triển rất là ok mọi người. Thùng ở đây cũng vậy mọi người. Thùng
đây mình có cắt mình ăn bớt một số đó mọi người, nó lớn quá. Cái rau cần cua này nè mọi người, thì ở giai đoạn mà sau 2 tuần nó phát triển như vậy nè mọi người. Thì mình sẽ pha cái dung dịch thủy canh khoảng 900-1000 ppm nha mọi người. Thì ta ở dung dịch này 900-1000 ppm á, tới cái thời kỳ mình nó lớn rồi thu hoạch luôn nha mọi người. Thì cái đàn con cua này khoảng 3 tuần là mình ăn được rồi. Vậy là mình cũng cắt ăn được nhưng mà nó cũng còn hơi nhỏ nhỏ, ăn 3 tuần nó cao cao xíu cắt mình ăn. Cái thùng cho thùng cua này nè mọi người, nó cũng chịu nửa mát nửa nắng nha mọi người. Mình đem mình bỏ vô một cái chỗ nào mà hơi mát mát mà có nắng chút xíu nha mọi người. Thì nó ra một cô đó thường nó sống ở dưới cái chậu chuyển của mấy cái cây chuyển mình á, nó cũng được cái cây chuyển mình nó che bớt nắng á, nắng quá thì cái lá nó sẽ bị vàng nha mọi người, nó nửa nắng nửa mát thôi. Rau cần cua này nè mọi người, theo phương pháp thủy canh thì nó rất là nhanh luôn rồi. Như cái giống của mình cũng không cần phải đi kiếm nó đâu luôn, mình tìm những cái chậu chuyển á, mình thấy những cái con nó mọc á, mình đứng gần trồng mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Mong là những cái chia sẻ nhỏ này sẽ giúp ích cho mọi người có những cái rau sạch đó để mình ăn trong gia đình, để bảo vệ sức khỏe trong gia đình của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau của mình. Xin chào mọi người.